Xin chào các bạn nhé. Hiện tại thì trời đang mưa rất là to buổi sáng các bạn. Mình đang có mặt tại chợ phiên Lùng Phình diễn ra vào sáng thứ sáu hàng tuần. Hiện tại bây giờ là trời đang mưa to và sấm chớp. Mình đang ở trong khu vực ẩm thực các bạn. Có lẽ là chúng ta sẽ đi ăn sáng và sau đó là sẽ tiếp tục đi quay chia sẻ cho các bạn nhé. Đấy, một cái quán buổi sáng người ta đến rất là sớm chuẩn bị đồ ăn cho khách này. Đấy, chúng ta sẽ xem ngày hôm nay mưa có món gì nhé các bạn nhé. Ở ngoài trời thì đang tối và sấm chớp rất là to, trời mưa nữa. Và một số bà con thì đến chợ phiên người ta cũng tranh thủ trời mưa người ta đi ăn sáng, sau đó là sẽ đi mua hàng sau các bạn. Bây giờ thì rất là nhiều người đang đi ăn sáng. Mưa là không bày hàng được và cũng không bán được, nên tranh thủ đi ăn sáng các bạn. Đấy. Đây là phở đỏ nhé các bạn nhé. Phở đỏ trên miền núi vùng cao, đặc biệt là các chợ phiên ở Tây Bắc các bạn. Đấy. Người ta đi kết hợp với thịt lợn đen, hành, rau thơm, nước lèo. Đấy, đơn giản là chỉ có vậy thôi các bạn, nhưng mà rất là ấn tượng, đặc sắc. Đây là gót giò này các bạn này. Cái này lợn đen hết này. Đấy. Gót giò. Đấy, đa số ở đây là thực phẩm ấy. Người ta hay sử dụng từ thịt lợn đen. Đấy, cái gót giò này ăn nó rất là ngon các bạn. Người ta thui vàng lên. Hiện tại ngoài trời mưa rất là to nhé các bạn nhé. Ngay buổi sáng sớm trời mưa to và mình không biết là tí là có đông người hay không nữa cơ. Bởi vì là ngay từ lúc 5-6 giờ sáng ngoài trời đã mưa rất là to rồi. Và bà con nó sợ là mưa to là bà con không đi chợ ấy. Đấy, một bát phở các bạn. Bát phở khoảng 30.000. Trời mưa rất là to các bạn ạ. Hiện tại thì trời vừa mới có gió và hiện tại và đang mưa rất là to nhé các bạn nhé. Đây là những cái bạt của bà con này. Bây giờ thì không biết là hình dáng nào nữa, nó bay sập sệ hết rồi. Bên kia kìa, người ta cũng phải hạ. Và đặc biệt là cái quán của bạn này này các bạn này, cái quán của bạn này thì nó bị đổ hết rồi các bạn. Cái này là mình đang che thôi à? Thôi bỏ ra thôi chứ nhỉ, đường nào nó cho vào đây, đường nào nó ướt hết rồi. Bà này bị cái này là bà ấy bị đổ các bạn, bị gió nó đẩy đổ. Không, đường nào ướt rồi, về giặt thôi.
Bây giờ là cho vào bao hết rồi, đường nào ướt thì phải giặt thôi. Cái này là cái bao à? Đấy. Mọi người đang tranh thủ nhặt cho bạn đấy các bạn. Cái này về giặt mệt đấy các bạn. Về phải đợi láng phơi khô. Hay cho hết vào bao này anh banh cho. Bao hay không phải bao chứ. Đây. Hoặc là có cái túi bóng nó cho hết vào túi bóng được. Đấy, cuộc sống là không phải đơn giản nha các bạn. Cái này gió vừa lấy nó đẩy. Chúng ta thấy cơn mưa gió em đã trồng hết cái đồ lên xong. Chạy không kịp ạ? Kịp ô xuống không nào. À. Đây, của bạn trong này cũng ướt hết rồi các bạn. Trời bây giờ là vẫn đang sấm rất là to các bạn. Ôi chết rồi. Mình cũng bị ướt rồi. Thôi cái nhặt để lên thôi. Để cho thì bóng các bạn. Ôi, lược liếc rơi hết ở đây. Thôi bây giờ là cứ theo anh cháu là cứ nhặt cho vào đống thôi. Về giặt qua xong phơi khô phơi nắng. Nhiều phết đấy, đồ vật nhập nhiều trong vậy nhiều lắm. Đợt trước cháu bán đồ này mà. Đi bán đồ Mỹ ký nữa. Đấy, qua một cơn mưa và gió bão các bạn. Đấy, bay túng toe tung. Hoa quả thì đỡ nhưng mà cái đồ làm đồ quần áo ấy, hoặc là cái đồ gì đó khô ấy thì mưa này thì ướt hết và nó sẽ hỏng hết đấy các bạn. Hoặc là giặt đi thì ở trên này thì thường là nó hay rét, nên là trời nắng thì hiếm mà trời rét thì nhiều, sương mù thì nhiều, vì vậy nó rất là lâu khô. Đây, chúng ta sẽ ra đường một tí nhé các bạn nhé, xem ở ngoài đây thì chắc là không sao, chủ yếu là ở trong này mấy cái bạt nó cản gió ấy, nên là sức gió nó mạnh nó sẽ đẩy bạt. Không biết là ngày hôm nay đi quay chia sẻ cho các bạn về ẩm thực văn hóa hay là về ảnh hưởng của những cơn mưa rào rất là to. Đây ở ngoài đường này, những cái kiểu cái bạt này đấy, cái ô ấy thì nó cũng bay tiết tung thôi. Hiện tại thì trời vẫn đang đổ cơn mưa các bạn, vẫn đang mưa phùn hạt lặng và có lúc thì mưa to, trời
trên trời thì đang sấm chớp. Đấy, bà con thì có một số bà con đi chợ sớm ấy, người ta dọn hàng bày hàng xong đây đâu đấy rồi lại gặp ngay một cơn mưa và có cả gió bão nữa, nên những cái lều hoặc là những cái ô bay mỗi chỗ một nơi. Đấy, bây giờ là vẫn còn mưa các bạn. Nói chung là ở trên này thì trời, thứ nhất là trời thì mưa, xong đó kết hợp với rét nữa, nên cảm giác là nói chung là lạnh các bạn. Đến hiện tại bây giờ là khá là lạnh, và nhiệt độ trời đang mưa như thế này, mình cảm giác là nhiệt độ nó rơi vào tầm 9 độ C các bạn. Nói chung là cũng khá là lạnh. Ở đây là những cái hoa quả bà con bày ra bán này, và kia cái lều kìa. Đấy, nó bay ra một chỗ. Bởi vì là trời đang mưa nên là bà con cũng để đây luôn này. Đấy, hoa quả thì ướt hết. Hoa quả này ướt thì không sao, nhưng mà ở bên trong lúc mình quay chia sẻ cho bạn ấy, những cái mặt hàng như cả quần áo ấy thì cũng bị ướt hết. Đấy, rau củ quả này. Đấy, các bạn có nghe tiếng gì không? Đó là tiếng sấm ấy các bạn. Đây, rau bà con bày bán này. Hoa quả, quả cam, quả quả táo, quả mận, rồi quả dưa, đấy, bí này, cà tím này, rồi măng này. Nói chung là những cái rau củ quả thông thường ở trên này bà con hay bán. Đấy, ở đây thì có rau cải mèo này, đấy, rau thơm, bắp cải. Đây, đấy. Đây là những cái mớ rau muống này. Đấy. Còn đây đây là cây giống ớt này các bạn. Đấy. Bắp cải này. Ngày hôm nay thì mình không quay chi tiết cụ thể cho mọi người xem được, chủ yếu là quay cái khung cảnh trời mưa ngày hôm nay, xem cuộc sống ở vùng cao cũng như là cách sinh hoạt bà con ở trên chợ phiên như thế nào. Đấy. Ở đây thì không có ai bày bán đâu. À, không có ai bán nữa đâu. Người ta chạy vào trong kia để trú mưa các bạn. Đấy. Ngày hôm nay thì mưa rất là lạnh to. Đây là rau cải mèo này. Đấy, còn 5.000 một mớ thôi. Rất là to. Còn ở đây này. Đấy, bà con bán mớ. Các bạn biết là rau gì đâu. Đây là rau rau dớn. Đấy, rau dớn nó hay mặc ở bờ suối ấy, hoặc là chỗ ẩm ướt ấy. Đây này. Đấy, đây này. Non nhỉ. Rau dớn rất là non. Còn đây là rau cải mèo các bạn. Còn đây là rau tía tô. Cái này là cho cháo để giải cảm rất là tốt này. Còn kia là bắp cải. Đấy. Rau cải mèo. Ở trên này nổi tiếng là rau cải mèo. Đấy, bà con cứ bán 5.000 một mớ. Bò to thì 10.000 một mớ các bạn. Ôi ôi, mưa rét quá các bạn ơi. Đây là măng sặt này các bạn này. Đấy, măng sặt. Cái măng này xào mới luộc, hoặc là luộc này, hoặc là cho vào nồi lẩu này, hoặc là chấm mè này, hoặc là chấm chẩm chéo này. Mưa bà con chạy hết vào bên trong. Và hiện tại bây giờ là trời vẫn đang mưa nha các bạn nhé. Mình cố gắng chia sẻ cho bạn một tí rồi mình cũng rút quân thôi các bạn. Bởi vì đã dính mưa, dính ướt vào người là ướt rét lắm. Và chân của mình bây giờ là giày, mình đi giày nhưng mà bị ướt hết rồi. Đây. Cái cuộc sống của bà con trên vùng cao cũng rất là khó khăn vất vả. Đấy. Mang ra chợ bán những cái mớ rau trồng được, mang ra chợ phiên để bán. Khoai. Đấy. Đây là khoai sọ này, rồi bí này. Đấy. Nhìn trông nó rất là màu mạc giản dị. Đây là cái khung cảnh buổi sáng ngày hôm nay. Trời có mưa. Và thậm chí là mưa to và có cả sấm chớp nữa các bạn. Ôi, có lẽ là mình sẽ đi ăn sáng đã các bạn. Rồi tính tiếp. Đấy, đây là sâm đương quy này. Sâm đương quy mà mình quay chia sẻ. Hình như cây giống nhỉ. À đây là lá sâm đương quy và lá các bạn. Còn kia là sâm cắt cánh này. Đây. Đấy. Đây là sâm cắt cánh hay gọi là sâm cánh tiên đấy. Cái này là
các bạn biết rồi, ngâm rượu hoặc là cho vào nồi lẩu hoặc là phơi khô đun nước uống rất là tốt, dành cho những các bác nào bị ho ho truyền miên, ho lâu năm hoặc là bị về đường họng các bạn. Thôi bây giờ thì chúng ta đi vào trong chợ vậy. Ở dưới này thì trong lúc tranh thủ mưa bà con đi ăn sáng này. Và bây giờ thì mình sẽ mời các bạn xuống dưới này để tìm một bát phở đó nào đó để ăn cho nó ấm lòng, ấm dạ. Và nói chung là đang đói và rất là rét. Sấm. Hiện tại bây giờ là trời vẫn đang có sấm, mưa to các bạn. Ôi, mưa to chưa? Đấy. Ở đây tranh thủ, mọi người tranh thủ ăn sáng, rất là đông. Đấy. Bên này cũng vậy các bạn. Mình xem quán này có cái gì nào. À đây này. À, quán này có thịt luộc các bạn, thịt là đen. À, trời mưa quá các bạn. À, các bác đi ăn sáng ấy. Ở đây thì chảo ốc đậu to chưa? Đây các bạn này. Một cái chảo ốc đậu rất là to. Bên này đông này. À, hình như là phiên trước mình hứa với các bạn là mình à đây quán đây. Quán này mới mở này các bạn này. À, nên là quán này. Quán này mới mở đây. Mưa quá nhỉ. Mưa nhỉ. Đây quán này mới mở này. Làm món gì đấy? Thịt sao à? Ốc đậu à? À cũng làm ốc đậu à? Không có thịt luộc à? Thịt luộc hôm nay không có anh ạ. À, thế cho phở cho cái này à? Không phải là thắng phố thì mới cho phở phở. À, thế quán mình có món gì? Mình có thắng phố nhưng mà hôm nay không có thắng phố rồi. À, mền mén à? À, ở đây là mền mén này các bạn này. Đấy. Mưa quá nhỉ? Thế món này để làm gì? Mền mén à? À mưa quá ngồi đâu được nhỉ? Ngồi đi ướt đâu? Ngồi đi ướt đâu? Chắc không ướt được nhỉ? À, cho em cho cái này 5.000 còn cái này 10.000. Nói chung là sắm cho một cái bát 30.000 ăn để thưởng thức mền mén nào các bạn, lâu rồi chưa ăn mền mén này. Quán mình mới mở nhỉ? Làm tí mền mén ăn thử nhé. À, mền mén ốc đậu. Sau cho ít thịt vào nữa. Đây. Cái mền mén này làm rất là kỳ công nhé các bạn nhé. Đồ lên đồ lại mấy lần đấy. Thôi 5.000 thôi. Đây. À, cứ để đấy. À, quán này người ta mới làm các bạn. Mình ra ăn thử. Cho cả ốc đậu nữa anh. Đây. Đây ốc đậu đây. Cái này anh biết làm nhỉ? Tưởng bà già anh biết làm chứ hóa ra mình biết làm. Đấy. Cho thịt nữa nhỉ? Đấy. Thôi mưa rồi các bạn đi ăn sáng thôi.
Bởi vì phiên trước mình hứa là qua đây ăn ủng hộ tí. À ok các bạn nhé, bây giờ thì mình sẽ cho chẩn chéo vào đây các bạn. Thôi mình ăn ít thì chỉ cho ít thôi các bạn. À, chúng ta có thể là cho nước lọc nhé các bạn nhé, cho nước lọc hoặc là nước nước sôi hoặc là nước luộc thịt hoặc là ốc đậu. Đây các bạn này. Đấy. Đây. Đấy, ngon chưa các bạn? Đây. Đấy. Chúng ta có thể là cho ít rau thơm vào các bạn. Đây, rau thơm đây. Đấy. À, đây là nước ốc đậu này, mèn mén này, chẩm chéo của hải này, đấy, thịt mà thịt lợn đen rang, đây là ốc đậu, đấy, mời các bạn nhé. Hải mời ông bà cô dì chú bác và tất cả các bạn nhé. Đấy. Xem đã, ăn mèn mén. Ăn mèn mén các bạn nhé, cái này phải ăn cùng với nước. Đây các bạn này. Đấy. Ăn đi, gắt gì này Văn? Con anh à? À con. Mấy tháng rồi, mấy tuổi rồi? À. Ừ. Đây. Ăn nữa không? Đây. Kệ ngồi chơi hay. Hai chú cháu ngồi chơi. Cháu tên gì? Biết tên gì không? Không biết mình tên là gì. Nó tên gì anh? Hả? Toàn á? À. Cháu tên Toàn. Cháu nước không? Cho nước vào. Chủ nhà phải biết ăn chứ nhỉ. Đổ vào, đổ vào. Đây, cho này vào. Ăn đi. Đấy, trẻ con trên vùng cao bé như thế này mà tự biết xúc, biết ăn này các bạn. Thích nó mới ăn thôi đúng không ạ? À. Vừa ngồi ăn vừa có cảm giác rét rét các bạn. Ở đây có bây giờ bát rau răm này các bạn. Cái rau răm này ăn cùng với mèn mén là hợp đấy. Nhưng mà Hải ăn là Hải cứ xúc một xúc ốc đậu là xong cho vào đây. Ăn từng góc bạn. Này. Sang năm mà chắc là đi học rồi đúng không? Các bạn biết chưa? Biết từ ăn thử xúc hết đấy. Nhà có chị gái không? Có. Có em gái không? Có chị gái à? À. Ăn đi, ăn nè, phải ăn nhanh. Ăn để lâu nó vữa. Có biết ăn chẩm chéo không? Có ăn ớt được không? Có ăn ớt được. Rét quá, rét quá. Hai chú cháu đang ngồi đấy rét quá các bạn. Ăn đi. Đấy, ăn gì gấp đây. Ăn cái này no lâu các bạn.
ăn mèn mèn ốc đậu ngô mà. Cái này làm từ ngô tẻ nhỉ anh nhỉ? Ơ em thấy người ta vẫn làm ngô nếp mà. À. Wow. Ngon lắm cả nhà. Ngon không? Ngon không? Chắc ngày nào nó cũng ăn được các bạn. Nhà nấu mèn mén mà. Chắc là ngày nào cũng ăn. Được ăn suốt nhỉ? Ngày nào cháu ăn món này à? Ăn ngon không? Ngon à? Ăn đi. Ăn hết thịt đi, ăn hết thịt để bát đi đi. Đây, đây. À, nếu mà ăn mèn mèn ấy, các bạn không ăn cùng với nước thì khó ăn lắm các bạn. À. Dẹp quá, dẹp quá. Wow. Ăn đi, đây thịt đấy, ăn đi. Nè. Ăn mạnh vào. Ngoài trời vẫn đang mưa to. Mình cũng không biết bao giờ trời tạnh cơ. Mình nghĩ là chắc là lâu ấy, bởi vì là lâu lâu nó mới mưa một lần các bạn. Ăn ớt này, phải cho cả chẩm chéo vào nha cả nhà nhé. Nhưng mà hôm nay là hơi rét rét các bạn. Áo mình vứt ở ngoài xe hết rồi. Lúc mình vào tới chợ là trời chưa mưa cơ. Vào tới đây thì một lúc thì mưa. Đấy, mình đã ăn gần hết đấy các bạn. Đấy, cái này cho ốc đậu vào đây này, đấy. Cho gì khí rau thơm vào các bạn. À, cho rau thơm đây. Cho nước luộc thịt vào đây. À. Đấy. Và cả kèm với miếng thịt nữa các bạn. Đây. Tổng hợp luôn. Đây. Hãy mời ông bà có gì chú bác nhá. Ôi to quá. Wow. Anh nha. Ngon quá. Ăn này nhiều thành nghiện các bạn. Cho tất vào đây. Mình ăn 5.000 là vừa các bạn, chứ ăn 10.000 là không ăn hết. Hôm nọ ăn ví dụ áp lọc 10.000 này, cái này 10.000 này là ăn không hết đâu. Cứ ăn 5.000 là vừa, mình ăn vừa phải là mới hết được. Không là ăn thừa nó vứt đi nó phí ấy. Đây. Mình đổ chẩm chéo vào. Có ớt ăn cho nó cay cay. Ôi, miếng to quá nhỉ. Miếng to quá.
Đây, mình sẽ ăn nốt cái này rồi ạ. Mình cứ đi cho phí. À, một chồng bác ạ. À, không ạ. À, nặng không? 5 cân nặng không? Ui, nặng phết đấy nhỉ. Chắc thịt. À, thế sang năm đi học rồi nhỉ? Năm nay mới có 5 tuổi thôi gì? À, 6 tuổi học lớp 1. À, hiện tại bây giờ thì trời thì vẫn đang mưa nhỏ các bạn. Nhưng mà mình nghĩ là buổi sáng ngày hôm nay thì chợ rất là ít người. Tại sao lại như vậy? Tại vì là nó mưa ngay từ lúc 5 giờ sáng, 6 giờ sáng ấy, thì người ta cũng ngại không đi chợ nữa. Nhưng mà Hải sẽ cố gắng đi quay chia sẻ cho ông bà. Đấy, khu vực này lúc ngày thừa, những ngày không mưa, người ta bán quần áo ở đây cực kỳ là nhiều. Siêu thị mặt đất nhưng mà ngày hôm nay vắng lắm. Còn không biết là chợ lợn như thế nào nhỉ? Mình cũng rất là tò mò cái khu vực chợ lợn ngày hôm nay là có nhiều hay không. À, chúng ta sẽ ra khu vực chợ lợn để xem bà con buôn bán lợn ngày mưa gió nha các bạn nhé. Hôm nay đúng là một ngày mưa gió ở trên vùng cao, khu trên chợ Phiên vậy ạ. Ui, con này chắc là mua đứng vứt ở đây đây. Lợn đen quá. À, ở đây là người ta hàn một cái lồng sắt nó vừa luôn con lợn này con này. Đấy, con này mua đi đâu chuyển xa được này. Lồng rất là cứng vì nó làm từ sắt. Đây, con này hôm nay ít. Con này chắc phải trên dưới 2 triệu một tí đấy các bạn. Con này khoảng bao nhiêu tiền đấy bác? 2 triệu đấy. Bởi vì con này nó to rồi các bạn. Nhưng mà hôm nay thì nó mưa ướt rét nó... Mình cảm tưởng như kiểu nó lồi cái ốc lên kìa các bạn này. Rét đấy. Con này bác ấy báo là 2 triệu. Đấy, cái lồng sắt nhỏ này vừa đúng con lợn luôn các bạn nhé. Cái này vận chuyển xa thì rất là ok. Đặc biệt là cho nên xe buýt, xe đường dài ấy. Đấy. Đây là ngoài khu vực chợ lợn. Chúng ta sẽ ra đấy xem có con nào to không nhé. Mưa là chúng ta thấy là người ta che những cái bao trên chốc lồng con lợn để cho đỡ ướt, đỡ rét. Đây. Đây có một. Đây. Vâng. Hôm nay đi quay trâu nữa nên là phải đi. Vâng, trâu Bắc Hải. Hôm nó họp từ hôm nay rồi. Vâng, nhưng mà bây giờ lác đác có rồi. Thì mình quay xong đây là mình về đấy là vừa ấy. Ôi lợn này. Vất vả nhỉ. Rét thêm mưa. À, đây đây lồng lợn này. Đấy, con này những con to các bạn. Đấy, anh ấy phải che vào cho đỡ ướt ấy. Không che vào nó ướt nó rét. Những con này nó phải rơi vào tầm 30 cân rồi nhỉ. 25-30 cân rồi. Đây này. À, anh này bỏ đây. À, anh vừa chạy mưa, khổ tưởng mua rồi. Hai. Đấy. Đây. Ở đây có một con trắng, một con đen các bạn. Ít. Ờ, hai con này nó cũng to nhá. À, chắc hai con này nó phải trên 2 triệu, trên dưới 2 triệu một tí các bạn.
Vì những cái lợn mà nhỏ như từ 30 cân trở xuống ấy, thì người ta lại tính giá khác. Hoặc là từ 20 cân trở xuống thì người ta lại tính giá khác các bạn. Càng nhỏ thì giá nó càng cao. Và thời điểm cao nhất đó là 120.000 một cân. Còn những cái dòng 35 đến 40 cân thì đây có hai con lợn cũng to to đẹp phết này các bạn này. Đấy. Như hai con này nó rơi vào tầm chắc là trên dưới 20 cân một tí. Cái con kia thì nhỏ hơn. Cái con trắng này anh ấy đang báo là 2 triệu. Đấy. Còn cái con đen này anh ấy báo là 1.8 triệu. À, những cái dòng này, nếu mà dòng này người ta mua cân ở 120 không anh? 201 nhỉ? 201 rồi. À, càng nhỏ thì càng cao nhỉ? Đấy. Đấy, hai con lợn rất là đáng yêu các bạn. Đấy, con trắng là 2 triệu nhé. Con kia là 1.8 triệu. Đấy, ở đây là có mấy con to này các bạn này. Ôi mấy con này béo và to nha. Đây. Các bạn để ý xem mấy con này to nhưng mà tai của nó nhỏ nhỏ nhé. Đây. Mấy con này thì mấy con này tầm 25 cân chưa anh? Hay là 30 cân rồi? 28 cân. 2 triệu mấy hả? Ừ. 2 triệu 6. Đây, béo nha các bạn nhỉ. Béo và to, tai nhỏ. Cái đặc điểm là màu đen này, tai nhỏ này. Đấy, béo này. Hình như là bác này bác mua này các bạn này, chuẩn bị mua xem. 4 con này cá trả bao nhiêu? 4 con. 8 triệu 8. Bắn vo các bạn. Ở đây thì đa số là người ta bắn vo thôi. Đấy, nhìn theo con đoán tiền. Dưới 8 triệu. Dưới 8 triệu. Cho về đây xem nào. Cho 2 con về đây xem nào. Cho 2 con to đi. 2 con to. Con này là to nhất này. Con này con này. Con kia đen nhất, con kia đen xì các bạn. Không, chủ không phải bán luôn, chủ không phải chủ mình đi làm thuê đâu, không phải chủ nó ngủ trên xe. Ôi giời. Bắt đi mà, bắt đi. Trời ơi. Bắt đi. Mày bắn lại, mày bắt chứ. Bắn lại chủ nó trên xe. Thế quay nó về, quay nó về, quay nó về. Nhờ bảo nó về. Chủ lái xe đâu không phải chủ bắn lại chủ. Anh bắt đi, bắt thử xe nào. Bắt đi. Thôi bác cứ bắt đi tí, bác giảm giá. Bác tí được giảm giá. Giờ kiểu trời mưa các bạn, ai người ai cũng ngại bác. Hai con cho nó đứng xem nào. Đấy. Cố lên nào. Con này đen, con này rậm nhất này, đen này. Con đực. Đấy, con đấy đen xỉ nhất đấy các bạn. Mua những loại to như này lớn nó mới nhanh này các bạn này. Nó ăn khỏe, lớn nhanh. Không biết là bác định mua mấy con này, để xem bác mua mấy con. Chắc là tầm 2 con nữa. Con đấy đẹp mà, con kia đẹp nhất đấy. Giá cả cái dê giá con chưa đến rẻ bèo 2 triệu 2. Đây con này này, trong 3 con, 4 con này đen nhất này các bạn này. Màu đen so hơn so với con kia. Và nếu mà vo hết chỗ này thì người ta bán là 8 triệu 8. Đấy, người mua đang trả với 8 triệu 6. Có nghĩa là rơi bình quân vào 2 triệu 2 một con. Đấy, tầm như này là 2 triệu 2 một con ạ. Nhưng mà mua lẻ con to nhất là người ta bán 2 triệu 6. Hiện tại thì trời đang lại tiếp tục mưa to ạ. Nhưng mà chợ lợn vẫn diễn ra rất là tấp nập. Vẫn nhiều người mua. Mặc dù là trời mưa người ta phải che những cái bao nên chốc lồng con lợn để cho nó đỡ ướt.
Đấy, người mua có thể xem vạch ra để xem. Nếu mà ưng thì mua các bạn. Thế như hôm nay bà cũng đi mua lợn đây. Con lợn nhỏ, những con lợn nhỏ này thì là người ta tính giá hơi là 120 nhé các bạn nhé. Con này nó rơi vào tầm chắc 7-8 cân đấy nhỉ. Lợn đen. Con này khỏe đấy, con này chắc đấy. Nhưng mà chắc thì kiểu vâng. Là mua đi nó không biết ăn rau đâu. Con rau á? Nó còn ăn bên cạnh thôi. À. Nó không biết ăn bên cạnh này. Không biết ăn rau đâu. Có nghĩa là nó về nó sẽ giảm sút một thời gian kìa. Một... Ừ, tầm một tháng nó mới biết ăn. Vâng, mất một... Bà đang gạ con này với 800. Người bán đang bán với giá là 900 các ạ. Còn bà đang mua trả giá với giá là 800. Ôi, ở đây là có vụ gì rất là đông này các bạn này. Ở đây là không biết là người ta đang làm gì mà đông hết. Chắc là đang xem một con gì đó à. À, một người ta cũng đang xem lợn các bạn. À, đây. Trời mưa. Mình cứ tưởng có vụ gì, hóa ra đứng đây đang bàn giá hai con này các bạn. Đấy, khu vực chợ lợn nhé các bạn nhé. Đây chúng ta sẽ xa đây tí. Kêu vừa thôi. Ít. Ở đây có con kia, con lằm rưỡi nhỏ nhất kìa các bạn này, nhìn hay lắm. Đấy. Nhưng mà lông của nó rất là rậm nhé các bạn nhé. Đấy, nó bé nhưng mà lông của nó rất là rậm. Mấy trăm, mấy con đấy họ báo mấy trăm chú? Hả? Con đấy mấy trăm à? Mà... 1,2 triệu. 1,2 triệu à? À. Con đấy là người ta đang báo là 1,2 triệu. Đây, nhiều lắm các bạn. Ui, con này nhỏ nhưng mà lông rậm nhỉ? Đây này. Để em xem tí nhá. Con này, sao nó to như con này mà lông con này nó khác ấy? Già dần à? Kinh. Con lợn nhỏ ấy kìa. Ví dụ nó to như con này này các bạn này. Mà lông con này nó khác hẳn so với những con kia. Và con bên này cũng thế này. Lông nó dựng đứng lên. Con này mà nuôi to thì thôi rồi các bạn. Lông của nó như kiểu dễ che này. Ê. Con này các anh ấy bảo là nó già lợn rồi. Đấy. Như kiểu lông gấu ấy các bạn. Như kiểu rậm như kiểu lông gấu ấy. Đây này. Đấy các bạn nhìn nó khác biệt chưa? Khác biệt so với một số con khác nhé. Con này là người ta bảo nó già lợn rồi. Có nghĩa là nuôi lâu rồi các bạn. Nhưng con đấy thì ăn nó mới chắc các bạn. Thịt thơm. Bác nhỉ? Đấy, bác nhìn thấy con kia nó rậm lông khác với con khác nhỉ? Con lông này nó ăn thì nó ngon hơn. Mình ăn nó ngon hơn á? Ngon hơn đấy. À, ngon hơn. Và tại vì lợn là lợn vòng sau vòng xa. À, nó lui, họ nuôi lâu rồi nhỉ? Không, lợn này là không có cám ăn. À, không có cám ăn. À, không ăn tai trọng ấy nhỉ? Đấy. Đấy. Mua
con lợn thì làm mua cái lợn đẹp một cái lợn rậm rậm. Đúng rồi, người ta đi mua lợn thì xem cái bộ lông của nó, xem con nào mà lông rậm cứng ạ, chứng tỏ những con đấy là nó ăn kiểu hoang dã, ăn những cây chuối người ta thái ra ấy, hoặc ăn rau người ta vứt ra ấy, chứ không phải là ăn cám lợn các bạn. À, không phải là ăn tăng trọng, sorry. Nói chung là đôi khi là người ta vẫn nấu cho nó ăn nhưng mà kiểu là người ta không cho tăng trọng vào ấy. Đấy, lông của nó khác biệt so với một số con khác nha các bạn nhỉ. Ui lông này. Đấy, mua con đấy hoặc là mua con kia nó dựng như kiểu lông nhím ấy các bạn. Đấy, con đấy đúng rồi, con đấy. Đấy, chúng ta sẽ xem con đấy nhé các bạn nhé, nó rộng như kiểu lông nhím ấy. Đây. Đấy, mua con này cũng được này. Đấy, nó khỏe chắc nhỉ. Đấy, con này nuôi lớn lên cái bộ lông của nó thì thôi rồi. Con này 2 triệu mấy anh? 2 triệu 2. Sợ nhỉ. Ồ, mõm con này là mõm dài nhỉ. Mình để ý là mõm dài tai nhỏ này. 2 triệu 2. Cái này về quay được rồi các bạn, thịt nó chắc. Cái bộ lông này sao. Đây. Đây. Mõm của nó dài, mõm này hú đất thì thôi rồi. Không biết, con này là người ta đang báo là 2 triệu 2 các bạn. Không biết anh trả bao nhiêu anh? 1.8 triệu à? Lệch 400 nữa nhỉ? Hơi căng nhỉ? Căng quá. 2 triệu là bán hả? Đấy, con này chắc thịt mà. Đấy, con này 2 triệu là anh cho nó bay luôn các bạn. Nhưng mà con này đặc điểm con này là ngon đấy các bạn. Con này là được đấy. Lợn này thế này là mình thấy là ok. Thế nhưng là mõm của nó dài, lông nó rậm này, người nó săn chắc các bạn. Đấy các bạn vừa xem mình quay cái mõm lợn cho của nó cho các bạn xem đấy. Cực kỳ là dài. Cái loại này mà để ra mà thả rông ấy, nó hũi đất thì thôi rồi. Có nghĩa là phá tan vườn rau luôn đấy các bạn. Đấy, con này anh đang báo là 2 triệu 2. Đấy. Trả 2 triệu thì anh bán, còn anh kia đang trả với giá là 1.8 triệu, anh chưa bán được. Đấy. Nói chung là con này về làm thịt quay là tốt rồi đấy, săn chắc. Đấy. Phiên chợ Lùng Phình hôm nay có mưa nhé các bạn nhé, nhưng mà mình sẽ cố gắng đi quay chia sẻ cho ông bà xem diễn biến ở chợ phiên. À, hình như anh lại xem này. Đây đây, con lông rậm đây. Đây. Lông như kiểu lông gấu rậm nhỉ. Anh này có 2 con lợn đẹp, con đấy ngon và con này cũng được. Nếu mà so với con lông rậm với con này thì mình vẫn kết con lông nó cũng cứng cứng một tí. Là ví dụ so 2 con này là mình kết con này hơn. Đấy. Chắc là anh mua 2 con hay sao nhỉ? Hiện tại bây giờ là trời tạnh mưa rồi các bạn. À, anh đi mua rồi. Đi cho con nào nhỉ? Chốt cả 2 anh. À thế 2 con này ngon nhất lòng còn gì nữa.
anh ấy mua cả hai con. Con này nó dậy. Đấy, anh ấy chốt cả hai con này nhé. Nào mà... hai con 4 triệu anh? 3 triệu. Con này rẻ hơn à? Hai con à? Chốt rồi các bạn. Đấy, hai con này 13 triệu đây. Vậy mà lúc người ta báo là 2 triệu 2. Đấy, người mua người ta còn giảm giá rất là nhiều các bạn. Thì tính ra là giá hơi nó chỉ rơi vào tầm 100 thôi. Đấy, những cái con này nó rơi khoảng 15 16 cân đấy. Chúng ta đang đứng ở khu vực chờ lợn nhé các bạn nhé. Khu vực bà con bán lợn này, đen này, lợn bản này. Đấy, hai con kia thì lúc đầu người ta báo thì giá nó cao cao. Nhưng mà vừa mua được thì với giá là có 1,5 triệu một con thôi, bình quân. Con lông như kiểu lông rậm, lông gấu ấy thì con đấy nhỏ hơn cái con kia một tí. Nhưng mà tổng số hai con đấy anh kia mua được với giá là 3 triệu. Đấy, tính ra cứ đổ đồng là 1,5 triệu một con các bạn. Một cái khung cảnh chợ phiên rất là mộc mạc, giản dị ở trên vùng cao miền núi. Cái cảnh bà con buôn bán giao dịch trao đổi các bạn. Đấy, rất là phong phú và ấn tượng, sâu sắc, đặc sắc ở trên vùng cao. Đấy, Hải đã quay chia sẻ cho ông bà, cô dì, chú bác một cái khoảng khắc bà con đang giao dịch, buôn bán trao đổi ở trên chợ phiên. Đấy, khu vực chợ lợn nhé các bạn nhé. À. Hình như là anh này bán được bốn bán hết 4 con lợn rồi. Không biết là cuối cùng chốt với giá bao nhiêu đây này. 4 con lợn mà lúc trong lúc video mình quay cho bạn xem đấy. Lúc đấy anh báo là 4,8 triệu mà không biết cuối cùng là vay được với giá bao nhiêu. Đây, người ta mua được hai con này. Đấy. Bốn con này về nuôi cho lớn nhanh, to sẵn này bác nhỉ. Tổng tổng số là 4,6 triệu hay là 4,8 triệu ạ? 4,6 triệu. Bớt đường một tí nhỉ. Đây, nói chung là bốn con này to ạ, nuôi về cho nó ăn khỏe nhanh lớn. Và ui, con tầm này là nó khỏe rồi, cứng cáp rồi, cái mõm của nó dài nhỉ đấy các bạn này. Đấy, mấy con này là tương lai là lớn phải gần 2 tạ đấy. Nuôi thường thường là Tết đấy các bạn, thấy rồi, tầm hơn tạ đấy hả? Không có 2 tạ đâu, nuôi 2 năm. Đấy. Khu vực người ta buôn bán rất là tấp nập, người thì đi mua, người thì đi xem các bạn. Mà đa số là trời rét như thế này thì mình nghĩ là người ta đi xem, đi mua là nhiều thôi, còn đi xem là ít. Bởi vì là rét này người ta cũng ngại đi xem đấy, nên là tranh thủ người ta, nếu mà người ta xác định là mua là người ta đi thôi. Thôi, đây có con lợn này. Lợn nhiều nhỉ các bạn nhỉ, tuần nào cũng thấy rất là nhiều lợn các bạn. Đấy, ở đây là mấy cái con lợn nhỏ này. Đấy, càng nhỏ thì nó càng đắt các bạn. Và giá thì hơi thì nó lại cao. Thôi, có lẽ là bây giờ thì mình sẽ di chuyển xuống khu vực khác để quay chia sẻ cho mọi người nhé. Đấy. Ở đây là người ta bán chó này. Ở đây có bác người Mông bán con chó phổ thông, chó đen.
Đây, hai con. Đây là chó thường đấy bác nhỉ. Những dòng này 350 không ạ? 300 đến 350 nhỉ. Đây. Ở đây thì hôm nay thì có ít chó các bạn. Đây có hai con thôi. Thì như bác đang bán với giá là 300. Đấy, con nhỏ thì 300, con to thì 350. Nói chung là đấy báo vậy thôi, còn người mua thì chắc chắn là người ta sẽ trả với giá là 200 hoặc là 250. Đấy, đến 300 là cùng thôi. Và trời bây giờ này hiện tại tiếp tục mưa to các bạn. Đấy, ngày hôm nay thì mình đi chợ thì gặp mưa suốt ấy. Đấy, đây là bây giờ là người ta chạy đi rồi này. Ôi ôi. Đấy, cuộc sống rất là vất vả nha các bạn nhé. Mình thì cũng thế thôi các bạn. Mình cũng thất nghiệp đi quay chia sẻ cho mọi người để kiếm view rồi kiếm sub. Đấy, hoặc là mua bán một cái sản phẩm gì đó ở trên kênh. Bởi vì là ngày xưa các bạn mình không quay, các bạn không biết, mình cũng đi làm công nhân ấy, đi rất là vất vả. Đi trèo lèo lội suối cực kỳ là nhiều. Mãi gần về đây thì mình về nhà thì công ăn việc làm không có. Nên mình cũng tranh thủ đi quay để chia sẻ cho mọi người. Và qua đó thì kiếm được ít view. Đấy, rất là mong mọi người ủng hộ kênh. Đấy, mưa to quá các bạn. Mưa các bác chạy hết vào trong rồi. Và người ta phải che những cái lồng lợn này để cho đỡ ướt các bạn. Ôi, trời mưa này mình cũng không hỏi giá các bạn. Chủ yếu là mình quay chia sẻ cho mọi người xem những hình ảnh, những hình ảnh chân thực nhất ở trên chợ phiên vùng cao diễn ra như thế nào thôi. Đấy, những con đấy thì nhỏ nhỏ thế là người ta bán với giá là, nếu mà bán hơi thì 101 đến 102. Còn người ta bán vo thì ví dụ người ta bảo là báo là 1,5 triệu đi. Đấy. Thì chúng ta có thể là mặc cả thương lượng. Đấy, phù hợp giá, cảm giác mà phù hợp giá thì là các bạn có thể là mua hoặc là xem con khác. Đấy, tùy các bạn. Trời mưa to rồi các bạn. Thôi có lẽ là mình cũng di chuyển rồi các bạn ơi. Đấy, khu vực người ta bán rượu ngô các bạn. Nhưng mà hôm nay thì mưa, ít khách. Nhưng mà các bác vẫn đi đều, đi để bán. May gặp khách thì người ta mua, mà không gặp khách thì có khi là về không các bạn. Đấy, rượu ngô các bạn, rất là thơm. Đây là rượu bà con tự nấu và mang ra chợ phiên để bán đấy. Đây là khu vực bà con bán quần áo này, quần áo người Mông hoặc là những cái đồ thổ cẩm. Nhưng mà bây giờ là do là trời mưa ấy, nên cũng chưa có khách hoặc là không có khách. Người ta tranh thủ ngồi thêu các mặt hàng thủ công.